Chó ghét à. Kinh chưa? Trời ơi, quen không? Giỡn giỡn mà cạp miết nữa. Ú trời. Hôm nay chủ đầm đãi ngon quý vị. Bữa bắt rồi. Đãi nào là tôm nè. Cua rắc lắm. Cua đầm nuôi á. Gạch của nó nè. Gạch đặc luôn á. Đi vô khác kiếm chị. Có 5 con mà em bán 8 tầm mấy. Heo á. Phình nữa. Cái phình như ai. Có phình nè. Mình sống cái đó không chịu bỏ vô. Nó cũng nghe ngửa đầm em á. Không nghe, con nhỏ. Con cám. Em kêu bóc con nhỏ móc vô, cuối cùng nó chụp. Con trẻ bự nó chụp. Đeo rồi. Để vô đi, khi nào nó tỉnh tỉnh, còn không cứ ngâm thôi. Như đất hay gì. Chết rồi, anh bỏ bây giờ, bỏ tùm bà. Đeo qua đây. Không có là chân quen. Không biết cái nóc. Nè, tấm đất này, con này như vậy nè. Nhỏ. Vàng cái lúc. Ừ, vàng. Nhỏ hơn thì còn gì nhỏ thôi chứ. Đúng, nó lên với một xe. À, qua đây hả? Kỹ đi học và trong giấy là nhân trứng gì vậy lớn nè. Ủa, mấy cá nóc đó. Quỷ này đẻ mùa này nó đẻ dữ à. Trời ơi giờ ai cũng trời năm ơi. Ai cũng la làng không à. Ừ. Mình ghét không giờ mình trứng gì ai không sợ chán rồi coi số đâu không vậy từ trong gió rồi cách ly luôn rồi bệnh hả đơ là xe nắng á hả bị xe nắng thiếu ngủ đầu thiếu ngủ xe nắng không có chịu ngủ đâu mà nay không ăn tay ra rai rồi cho tôi ngủ được rồi giữ sức còn một giỏ kia nữa kẹp mấy con cua đó ông coi miếng cá trong giỏ bỏ vô trong ấy cái tủ cái ấy lạnh của ông đi sổ là bỏ trong ấy đi có miếng cá tráp với miếng cá đục sáng câu á chà bá luôn đó ngày hôm qua anh câu con bự giống vậy luôn ấy sáng này chứ ấy tối hôm qua đúng rồi tối hôm qua quỷ nó không biết vớt lên vớt lên kỹ vậy nó kẹp à ừ thì anh tính vớt vô mang cho em cột chứ không biết cột nó kẹp chết cá đối mà tưởng cá chém con chắc chém con anh thấy nó vô nó đâu có ra ít ra lắm ừ. Nó vô thôi chứ đâu ra ừ. Vô được mừng thấy bà nhưng mà một khi con nào nó ra nó ra te rồi không có con nào nhỏ ừ. Nó ngậu vậy ừ. Nó ra nó kiếm đường nó đi á ừ. Không có con nào nhỏ đập ông chú em dưới kìa mỗi lần ra con chục ký mấy ký luôn ừ. Chú hay uống mình đó hả không ông chú kia ông chưa có nhậu lên đây lần nào
con nữa là khỏe. Này, ba con rồi. Cô gặp nó chưa xuống giá luôn hả? Xuống mà hồi đợt hãm 750, nay còn 600. Mà cua lớn như vậy mới có đúng giá mà, đúng không? Lớn có giá, còn cua nhỏ nhỏ thì nhỏ 400, rồi cua nhỏ nữa thì 200 mấy. Hai trăm mấy. Tưởng đâu rầm này, rầm lớn nè, nó rẻ mày à, nó cũng không rẻ mấy. Con này cá già phải không? Ừ, cá sề. Để coi con cái con kia con. Cua gì em chỉ. Cua đó, cua lai ghẹ hay gì. Ừ. Còn con nhỏ, bưởi cua lai ghẹ. Nó ăn chắc, nó ăn cũng ngon lắm nè. Ừ. Cua đá nữa nè. Tối con ăn có con cua còn con nữa. Ừ. Ngán đồ ăn. Anh giờ ăn trắng là biến. Mấy bạn coi cách cột cua nha. Có gì mai mốt mình đi đâu mình bắt được cua mình cột giống vậy. Đi mai tôm sống lo cao một chút. Ở dưới nó lựa, anh Tú lựa, mình lựa ở đây. Ừ. Ê, ngu nè, kẹp ngu nè. Nhỏ cho. Chút con kẹp thấy mẹ nè. Cua đá. Đây từ nãy đựng con, hôm qua đựng con, nay đựng con. Số. Lựa tôm sống. Con cua đó mình bán hay là mình ăn luôn? Cua nào anh? Cua đá hả? Ừ. Cua đá là mình ăn không chứ. Tôm bạc chưa có tôm đất đụng bên nãy nhiều, đụng kia nhiều, đụng này có mấy con nè, thấy không? À, nó vàng bạc. Vàng ừ. Nó bạc màu trắng hơn. Cái nó nằm trên cái sàn này rồi biết à. Cái mang này mang cá chẽm nè. Mang cá chẽm nè. Thì. Ừ đúng rồi, anh làm á. Anh làm hả? Hồn cho nội tưởng hồn, tưởng là cô trộm mà nó làm phi lê luôn. Cô trộm mà nó phi lê luôn. Cái mang cá chẽm nè. Ừ. Dính hết hồn với đủ sức kỳ ta, sao có mang dính đây. Hết rồi. Nó tầm sống rồi. Mấy con đục sao nữa. Sao làm cá chẽm nhỏ hả? Hả? Cá chẽm nhỏ hả? Không, anh cá chẽm mà kim ấy hôm qua bắt đó. À, anh làm anh mặn luôn hả? Ừ. Anh nuôi cho sạch tiếp. Dứt đi cha, rồi xong. Nhả rồi giật gì nữa. Nó chưa ăn vô miệng á. Cục á nãy gãy rồi thôi, tôi nãy luôn. Bự không? Nhỏ bàn tay hơn à. Cái khăn đâu? Quay lại lấy cái khăn giùm tôi. Ủa, chứ không phải nhấc lên hả? Khăn bắt đâu có nhấc lên đúng không? Vợt không? Có vợt đâu? Có. Lấy vợt đi. Vợt đằng hoàng đủ. Rồi giật đi được rồi. Giật được rồi. Nãy giờ lâu rồi. Giữ spool là giật. Ủa phải vậy nữa, phải tháo ra nữa hả? Đúng rồi mẹ.
vô không? Sao kỳ vậy? Sao chạy vậy mà kỳ vậy? Nhỏ hả? Nó nhảy lên cái chạch mà thấy luôn à. Nhỏ xíu mà lôi đại nó vô. Lưỡi lớn mà. Nhỏ. Nó nhảy lên còn không thấy nước nữa. Ký à. Hả? Sao thấy chét được hay vậy? Chẽm. Thấy cái đầu chẽm mà ồ con này ký mấy á? Ký mấy á? Từ từ cho nó chạy. Rồi, cho nó dứt lên bờ luôn, cần lớn mà. Kéo lên luôn. À, dính mép ngoài chút xíu rồi Hiếu. Thì nó ấy mà, lưỡi siêu cầu hút mà. Ừ. Nó cứ tuột ra ngoài thôi. Ừ. Có động không? Gì? Có động không? Dèo dưới đồng gì? Có dèo à? Rồi, em lấy kẹp. Móc ở dưới lên cho nó dễ. Ở dưới. Dưới hàm dưới lên nè. Đây ông hả? Tháo lưỡi, ông cái kẹp đâu? Tháo lưỡi ra. Kẹp á, kẹp vô mỏ nó trước đi. Khoan, khoan, khoan. Lấy cái kẹp. Hả? Có kẹp cá mà. Để trong rồi. Rung dữ trời Hiếu. Ừ, sọ dưới, sọ đâm lên. Chân rung vậy. Dính cá rung dữ vậy. Cá này mà run cái gì ba? Cái chân run. Có phải 10 kg đâu mà run ba. Cái nào 10 kg đi. Cái sợi gần hút này mỗi lần gỡ nó cứng, cứng ngắt hả? À? Ờ má chứ. Gỡ cứng cứng luôn hả? Khủng luôn á. Cảm ngon. Có cá nướng rồi. Nướng đi. Để kéo xuống. Để kéo nhanh, nhanh thiệt chứ bộ. Dây này dây săn mất chìm lá mà. Tôi sợ cái dây quá. Trời ơi. Cái gì chém em. Chém khủng. 10 kg. 10. 10 kg chia 20. Tới 800 nữa. Thôi thả xuống đi cho xong. Nửa ký. Nó chuồng nó chạy vô bờ. Thấy không? Cần lôi cần không? Lôi nặng nè. Không ý là cần lôi mấy cần kia lên không? Má nó gầm bự nó từ từ thôi. Bự á. Bự hiếu. Chắc xả đất cho chạy. Xả đi, xả đi. Cho đánh qua bên trái đi Hiệp. Sợ mú hả? Cho nó gầm gầm vô cống không à. Chạy ngược vô cống không à. Mú thì nạy luôn Hiệp. Nạy đi dây chẽm mà sợ gì? Trời ơi, con ngát thằng ơi, dính vô cái đục rồi. Không sợ đâu. Con ngát nè, dính vô cái đục rồi. Nè, thấy không? Ông có một lưỡi, hai lưỡi. Con ngát nè. Biết rồi, một lưỡi, hai lưỡi. Hai lưỡi. Hai lưỡi hả? Ừ. Anh lột rồi. Bây giờ giữ đây cho móc cái đục lên. Tắt đi, tắt đi. Chú
Cô ghi mấy cái ngạnh đó à? Này làm được nồi lẩu bộ. Ha. Gì? Rồi, đổi bóng đục. Con này là ngon lành. Tôi không thích ăn cá ngát mà. Cái lưỡi đâu mà ta? Mỗi con chạy hết. Thì bởi nói nó nằm phía xa đó. Quăng đại xa xa vô trong. Thằng ngâm gần, thằng ngâm xa đi chứ. Má hôm nay cái dòng nhỏ 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 ra đầy trời. Chém nhỏ. Chém lá. Ấy. Trời ơi. Kệ đi. Chém nhỏ hơn lấy đâu. Trời ơi. Không. Rồi quay. Má sợ kìa. Sợ thiệt luôn á. Kèm này yếu lắm. Kèm này nè. Một phát là đi về luôn đó, đéo về luôn đó. Sợ vãi cái này. Ủa không vít đâu, vít vô đàng hoàng không? Từ từ tí tôi gom. Đạp cái lanh cho đủ á. Má. Bây giờ nó vẫn nguy hiểm á, không mày. Ừ. Không phải là cái ngạnh này không đâu. Rồi ông gọi lưỡi ra. Rồi quăng mẹ trong vỏ. Đâu rồi lưỡi đâu rồi. Sợ vãi nồi. Tưởng cái chém bự chứ. Ai ngờ. Chắc nữa. Thôi vậy hôm nay chắc làm mới cái ngát về. Con này phải ba. Gì? Ba hơn ba. Ừ. Nốt luôn hả? Đi vậy. Cắt dây đi. Gì? Cắt dây đi. Dây điện từ ngay. Nó ăn ngay cái sợi dây mà nãy dính tráp luôn nè. Dính chẻm nhỏ luôn nè. Ê! Ê! Nó đạp luôn kìa. Rá được cái đệ mà theo đạp mà theo xuống bờ vậy. Rồi tắt máy được rồi. Xong đi. Dây gì vậy? Xả rác ra. Cứng vậy? Cứng vậy, xả ra. Xả nữa. Cái thẻo gì vậy? Thẻo gì vậy? Con ngồi dễ sợ. Hết dây tôi. Hết đâu được. Mới chạy đây. Đâu có dây này, tôi vô ít lắm. Quay lướt, quay lướt, quay lướt. Đang quay nè. Cứng quá, rắc không ra mà không còn bắt được. Dây gì đây? Dây 14 hả? 10 hay 14, lít đờ này 14 mà. À lít đờ này 14 của ông mà. Đúng rồi, lít đờ 14. À, cả lần quá Hiếu ơi. Cái cực ký á Hiếu ơi. Rắc cứng ngắc như vậy mà Hiếu. Nó gọi là hết dây.